Trong điều kiện mưa bão, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, độ ẩm cao kết hợp với ánh sáng gay gắt tạo điều kiện lý tưởng cho các loại dịch bệnh như cháy bì lá, thối bẹ, lem lép hạt phát triển mạnh. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết trong điều kiện mưa bão, bà con nông dân cần làm gì để đảm bảo cho cây lúa khỏe và đạt năng suất tối đa trong cuối vụ? Tất cả sẽ được giải đáp qua chương trình Chuyện Nhà Nông với chủ đề chăm sóc lúa trong điều kiện mưa bão. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Long An vào lúc 7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2024. Quý khán giả hãy gọi điện về chương trình theo số máy 02723 833 833 để giao lưu với các khách mời. Chương trình Chuyện Nhà Nông phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Long An, livestream trên các hạ tần số fanpage và YouTube Long An TV. 7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2024. Chương trình do đài phát thanh và truyền hình Long An phối hợp cùng với tập đoàn An Nông thực hiện. Kính mời quý khán giả cùng đón xem.